Alo anh Khánh à, em Tuyên mà. À, tình hình cái hồ sơ của anh vừa như nào rồi anh? Chào các bác. Chào các anh chị. Chào các anh chị. Chào em Tuyên. Chào anh Tuyên. Chào Tuyên, xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên chờ đợi khá là lâu rồi. Từ lúc mà cháu Tuyên đồng hành cùng với anh Vừa Gù thì đến nay cũng phải được ngót nghét gần nửa năm rồi. Và từ lúc họ làm hồ sơ đến bây giờ thì khán giả, các bác cô chú anh chị và tất cả mọi người cũng đang mong chờ kết quả từ cái việc mà cháu Tuyên muốn xin cho anh Vừa Gù sự trợ giúp của người khuyết tật. Tuy nhiên thì đến bây giờ là một khoảng thời gian rất là dài và hồ sơ thì làm rất là chậm. Đến bây giờ thì cháu Tuyên có gọi điện cho anh ở xã là cũng phải ngon nghét 7 lần rồi. Tuy nhiên thì chưa nhận được một cái kết quả nào xứng đáng cả. Cháu Tuyên vẫn đang chờ, bởi vì với hoàn cảnh anh Vừa Gù thì chỉ cần được hưởng trợ cấp xã hội thì cháu Tuyên ngay lập tức sẽ không chia sẻ về anh Vừa Gù nữa và sẽ tiếp tục đi giúp hoàn cảnh khác, bởi vì anh Vừa Gù thì xứng đáng để nhận. Tuy nhiên thì các bác biết là cháu Tuyên đấu tranh rất là nhiều và cũng hỗ trợ anh rất là nhiều trong cái thời gian vừa rồi. Từ đưa đi thành phố rồi khắp mọi nơi, đi về về, mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu công, nhiều việc. Cuối cùng là trả đâu vào đâu. Công việc thì không đến đâu, mà hồ sơ thì đi đến đó lại sai. Là bây giờ hôm nay cháu Tuyên quyết định là sẽ gọi cho anh Khánh một lần nữa để xem là cái tình hình hồ sơ như thế nào và cháu Tuyên cần phải làm như thế nào thì hồ sơ mới đúng và mới đủ. Anh lao động thương binh xã hội ở xã thì cũng hỗ trợ nhưng mà có vẻ như là chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh. Alo anh Khánh à, em Tuyên mà. Tình hình cái hồ sơ của anh vừa như nào rồi anh? Có sai hai cái giấy tờ nó gửi cái đầu anh đầu rồi, thì mai anh gửi lại tiếp. Sai lại. Xong rồi để anh kèm với cái một số xã đấy đi cùng nhau luôn, đi rồi nó qua huyện nữa rồi. Qua huyện rồi. Trước rồi. Đó, nó có quy định mới rồi, còn anh hơn nó đi chương trình nó đi khám rồi. Vâng. Bây giờ để em sợ để lâu quá mấy nữa lại khó làm ấy anh. Không sao đâu, bây giờ mày đi được không vấn đề đâu. Vâng, thì anh hộ em với ạ. Dạ vâng. Đấy. Anh ấy thì đang họp, nhưng hồ sơ thì lần nào gọi thì cũng đang chuẩn bị thôi. Nói chung là hồ sơ thì cháu Tuyên nghĩ là nó cũng có sự thay đổi, bởi vì bây giờ là cái pháp chế cũng như là liên quan đến người khuyết tật thì cũng có nhiều sự thay đổi. Bởi vì liên quan đến người khuyết tật thì người ta sẽ cần phải xác minh rồi là thẩm định rất chi là rõ ràng để mà tiến hành xét duyệt một cái hoàn cảnh hay là một số phận con người nào đó bị khuyết tật thì cần phải xác minh rõ ràng. Tuy nhiên thì cái hoàn cảnh của anh Vừa Gù thì 48-50 năm nay sống ở trong địa bàn đó thì cháu Tuyên nghĩ là cũng nên xứng đáng cố gắng để làm cho anh ấy một cái sổ gọi là hưởng chế độ người khuyết tật thì mới xứng đáng với cái hoàn cảnh của anh. Vì quá khổ rồi các bác ạ. Sau hơn 50 năm thì cháu Tuyên nghĩ là một mình anh chống chọi với căn bệnh của anh, rồi là những cái khó khăn, rồi là những cái khổ của anh phải trải qua thì không ai có thể hiểu được. Ngoài anh ấy ra thì chỉ có những người thân, chỉ có những người ở trong cùng một cái căn nhà thì mới hiểu được thôi. Cháu Tuyên hôm nay cũng muốn lên thăm anh sau cái thời gian dài vắng hình ảnh của anh. Các bác cô chú anh chị, những người yêu thương anh thì cũng đang chờ đón
những cái thước phim của cháu. Và cháu Tuyên cũng rất là cảm ơn các bác cô chú anh chị, và rất hy vọng các bác cùng với cháu Tuyên chia sẻ video này để có thể giúp đỡ được cho anh. Cái mong muốn lớn nhất của cháu Tuyên hiện tại bây giờ đối với anh thì cái hồ sơ thì cháu Tuyên đã bàn giao cho anh lao động thương binh ở xã rồi. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ có trách nhiệm để hỗ trợ làm cho anh vừa Gù. Còn bây giờ cái mong muốn lớn nhất của cháu với anh vừa Gù là có sự hỗ trợ của các bác có thể giúp đỡ cho anh vừa Gù một cái khoản kinh phí để cháu Tuyên có thể tiến hành sửa chữa lại căn nhà của anh vừa Gù hoặc là xây mới. Tuy nhiên thì với cái số lượng một người như anh vừa Gù một mình một căn nhà thì cháu Tuyên nghĩ là chỉ cần một cái gian nhà nhỏ nhỏ xây lên, cần không chát đâu các bác ạ, làm một cái gian nhà nhỏ nhỏ để anh ấy sinh hoạt có thể yên tâm sống những ngày cuối đời còn lại thôi. Cảm ơn các bác, và bây giờ cháu Tuyên mời các bác đồng hành cùng với cháu lên chỗ nhà anh vừa Gù các bác nhé. Các bác ạ, cháu Tuyên đang có mặt ở nhà anh vừa Gù rồi. Đây là đường đi vào chỗ nhà anh vừa Gù các bác nhé. Đường thì khá là xa, đi bộ từ đây vào thì cũng mất một đoạn. Thật sự là với cái hoàn cảnh của anh vừa Gù thì rất là đáng tiếc các bác ạ. Anh ấy rất là kém duyên. Đáng nhẽ ra thì trong thời gian này á, nếu như anh ấy đủ duyên thì kết nối với cái nhà hảo tâm thì đã giúp đỡ được cho anh phần nào rồi. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại rất là đáng tiếc cho anh vừa Gù là không biết là do như thế nào. Tuy nhiên thì cháu Tuyên cũng rất mong muốn là trong cái quá trình mà cháu Tuyên chia sẻ thì cũng giúp cho anh vừa Gù phần nào đó về cái nơi ở hay là cái miếng ăn. Tuy nhiên thì thật sự là về cái duyên của anh thì cũng hơi kém duyên. Ra là cháu Tuyên vẫn cố gắng, biết đâu rằng có nhà hảo tâm nào, mạnh thường quân nào có thể thương thì giúp đỡ cho anh ấy phần nào đó sửa sang lại cái căn nhà để có thể sinh sống và yên tâm. Phong cảnh đẹp chưa các bác? Đây thì phong cảnh hữu tình. Trong cái quá trình chờ đợi bên lao động thương binh xã để có câu trả lời thì cháu Tuyên vẫn thường xuyên đến thăm non và quan tâm đến anh vừa Gù. Nói chung là cũng hỗ trợ nhỏ nhỏ những khoản kinh phí liên quan đến cuộc sống nơi ở, rồi là thông tin đến cho anh những cái tiến triển của hồ sơ công việc. Anh thì không có vợ, sống trước ngày đó thì sống với anh trai. Tuy nhiên thì sau khi mà anh trai lấy vợ thì anh ấy đã không còn ở cùng với anh trai nữa, và anh đã làm một cái căn nhà nhỏ nhỏ để
sống riêng. Thật sự thì cũng hơi khó khăn vì anh nghĩ sống riêng thì cũng chỉ đi phụ thuộc vào cái việc chăn bò thuê thôi. Đi đâu? Nhớ dùng à? Nhớ dùng à? Chỉ mù xe nhiều là? Mù hết là? Cho nhiều chứ tao? Nhìn đi chạy cho tổ nhiều? Bây tổ xe. Bây tổ xe? Chạy à, tì lầu lên đi là? Nhớ. Vẫn là đi chăn bò. Chuẩn bị đi tuy nhiên thì biết cháu Tuyên lên đây này. Chưa đi bộ. Hôm mó là gì? Tỉnh nhá, hôm nã chị. Ồ, cày đấy. Thì đấy. Tên đi là? Dạ. Ồ, lì là tỉnh nhá lì. Tỉnh nhá lì. Ồ. Là phê nọ chị phê? Phê mà. Phê là? Ai xa. Nhớ dùng thế mà. Nhớ dùng xem. Hôm nay thì đến chơi với anh vừa vù thôi. À, vô chú gọi ít thông mì tổ. Ông nào mù xe nhiều. Chó xanh. Bao chảo lấy cho... Lấy cho bò lấy gì bao? Chào. Chào các bác. Cháu chào các bác. Cháu chào các bác. Chào các anh chị. Chào các anh chị. Chào em Tuyên. Chào anh Tuyên. Em Tuyên. Em thôi. Em. Tuyên. Hay cho dung cái gì mà. Chào em Tuyên. Chào em Tuyên. Đấy, nói cho rõ một tí. Bây giờ đẹp trai hơn đấy nhỉ. Mua lông coi chị tóc. Chị mua. Chị mua. Chị mua là. Lũ iPhone đó mà. Đây, iPhone này các bác này. iPhone 16 Pro Max này. Đấy, iPhone 16 đấy. Bọc kỹ lắm các bác. Đây này, đây là tài sản quý giá của anh ấy. Một cái điện thoại được anh ấy bọc rất là kỹ càng. Bây giờ mà mở ra xem này, xem ở trong nó mới tinh đi tinh. Đây là liệu không, không mới như mình nghĩ đâu. Nhưng này mà lúc này nên lìa sai hình rồi. Chỉ so cho nó na như này. Cho nó na như này mà sao thế nên lo cho ni rồi. Một đề này. Yeah. Một đề này lìa sai hình này. Trên này cho như này mà. Chỉ có chán ấy. Tông này lìa thế này. Chỉ có chán ấy. Cho như này mà bông này tức lìa đâu. Tông này tức lìa. Chỉ như này dùng sẵn. Thực ra cái điện thoại ấy nó có ô thoáng này này, thoát khí này thì mình bịt cái này vào nó kín quá. Thực ra thì cái này nó cũng không lành lặn gì nó đâu các bác này, bọc băng dính rồi các kiểu thể loại đây này. Đấy, một chiếc iPhone 16 Pro Max. Ở thế giới hiện tại bây giờ người ta đang sử dụng 15 Pro thôi, nhưng mà anh ấy được 16 Pro rồi. Đấy, hoặc là các bác có thể nhìn nó giống hơi giống vừa tu một tí. Đấy. nó đi dùng sao cho tròn như này, tròn như này mà nên một đề một đề mà nên lìa xay này nên chỉ để chỉ đề nên chỉ tạo tao này. Anh ấy thì rất là vui tính rồi, cơ bản là kém duyên thôi các bác ạ. Đáng nhẽ ra thì cháu Tuyên ghi hình đến bây giờ được khoảng 4-5 tháng nay rồi, phải là được hỗ trợ bằng cái gì đó hay là ít nhất là cái căn nhà sẽ được sửa sang lại. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng ngon nghét là 4-5 tháng rồi và cũng chưa có sự kết nối duyên nào lớn đến với anh ấy cả. Và cũng như những cái khoản kinh phí trước đó cho Tuyên đã thông tin liên tục đến các bác ấy thì hiện tại vẫn chưa trích ra để sử dụng cái gì. Thỉnh thoảng thì cháu Tuyên có mua những cái đồ dùng thức ăn này về cho anh ấy thôi. Còn ngoài ra những cái khoản tiền hiện tại đang còn ấy thì cháu Tuyên sẽ để ở đó. Và sau khi mà làm xong giấy tờ thì cháu Tuyên sẽ xin ý kiến của nhà hảo tâm cô chú anh chị để xem là với cái số tiền nhỏ nhỏ đấy thì nên làm như thế nào. Một là gửi tiết kiệm, hai là sẽ sửa sang lại căn nhà. Tuy nhiên thì cái phương án gửi tiết kiệm thì cháu Tuyên không thấy khả thi, bởi vì là với cái sức khỏe như anh vừa gù, nếu như mà được hưởng chế độ trợ cấp xã hội rồi thì với cái khoản tiền nhỏ nhỏ đó anh cũng có thể sống sống một cách nó thoải mái hơn,
Và ít nhất là anh ấy có thể mua mắm, mua muối hoặc là mua một bao gạo có thể nấu cháo ăn hàng ngày. Đấy, còn số tiền đó thì cháu Tuyên nghĩ là nên tận dụng để mà làm cái gì đó cho anh. Có thể là sửa sang lại căn nhà nho nhỏ này. Mình có thể xây gạch thôi. Xây gạch và xây khung chát thì nó cũng sẽ kiên cố hơn với cái nhà như thế này. Đây, quay cho các bác xem về cái căn nhà của anh ấy nhé. Thì một cái căn nhà như thế này các bác nhìn, các bác cũng có thể biết là tất cả ở xung quanh này bưng bằng vách thôi, bằng vách cây tre, cây nứa được đập ra, sau đó thì anh ấy bưng và buộc bằng dây thít hay là dây vải, và sau những cái chuyến đi chăn bò của anh ấy thì anh cũng có nhặt và gom được ít dây điện người ta vứt đi, hoặc là dây thép ly người ta vứt, người ta xây ra ấy, người ta sử dụng đến người ta vứt đi thì anh nhặt về anh tận dụng, anh vặn vào rồi là gia cố lại cái đó. Thì thật sự là khi mà cháu Tuyên biết là anh ấy sống ở đây thì sau một thời gian cũng là cháu trai của anh ấy về sống cùng, và biết được rằng là cháu trai thì cũng là người rất là khó khăn. Đấy, các bác thấy là một cái dàn nhà này, cột nhà thì được làm bằng cái cây mà nó không đục đéo gì cả, gần như là nó mộc mạc đến 100% luôn. Chặt về như thế nào thì bỏ cái cảnh ra, sau đó là cứ thế cho vào thôi, đến vỏ còn không bóc được, bởi vì sức đâu mà làm các bác. Bà con đến hộ thì cũng tranh thủ là một hộ 1-2 ngày, sau đó thì mình cũng chỉ tận dụng cái công sức đó của bà con để mà ngay lập tức làm nhanh làm gọn thôi. Mình cũng không thể nào mà chần chừ để bà con có thể giúp được nhiều. Có thể người ta vẫn sẽ giúp thôi, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nuôi họ ăn thì nó là một quá trình rất là lớn. Khi mà cái cuộc sống khó khăn thì người ta tìm đến rất nhiều thứ và làm bất chấp tất cả những mọi việc. Chỉ đây như các bác xem, anh có thể làm tất cả mọi công việc, và thậm chí là anh cũng đang cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Với cái cuộc sống như thế này sau 48 năm, 50 năm cuộc đời rồi, và anh vẫn tự cố gắng, vẫn tự chăm sóc mình. Luni cho nó pi là. Đây này, một cái công cụ chế cháo của anh Vừa Gù này. Đặt đây để đặt cái chén, cái ly này. Đấy, cái ly nhựa thôi. Này để uống rượu này. Còn cái này là để uống nước này. Cũng có thể uống rượu được, nhưng mà ít khi dùng thôi các bác. Ở đây này, cái ly thì nó mốc hết rồi. Chắc chỉ Tết một năm này sử dụng một lần thôi. Nó mốc quá. Cho nên chỉ rua là. Đi cháo là đi cho là đĩa chi? Cháo sẽ. Một cho đi xuống. Dạ. Của cho là? Dạ. Vô là ô ua. Lên vô là sẽ. Lên vô là sẽ. Đấy. Khắc làm, nói chung là cuộc sống thì anh ấy thì ít nhất là cũng có chân có tay, đủ tay đủ chân để làm. Tuy nhiên thì cái khối lượng công việc mà anh ấy làm và cái thành quả thì nó cũng sẽ không được mỹ mãn đâu các bác ạ. Bởi vì là các bác biết là một cái con người khuyết tật như thế này, rất nhiều khán giả và rất nhiều các bác cô chú anh chị thắc mắc là với cái cơ thể của anh Vừa Gù như vậy thì tại sao lại không được hưởng chế độ trợ cấp. Thì cháu Tuyên cũng đang cố gắng để là hoàn thiện về cái hồ sơ của anh. Tuy nhiên thì tập phim nào lên cũng nói về vấn đề đó. Thì đó là một vấn đề cực kỳ là nan giải. Bởi vì là chờ đợi để làm được một cái sự trợ cấp xã hội thì nó sẽ là một quá trình. Bởi vì nó liên quan đến cái các cấp nữa. Nó không phải là chỉ riêng cháu Tuyên hay là chỉ riêng Vừa Gù quyết định. Còn có cơ quan chức năng để người ta thẩm định rồi là người ta xét duyệt nữa. Thành ra biết thế nào được, mình cũng phải chờ đợi thôi. Làm thì cũng phải đủ thủ tục giấy tờ thôi. Đấy. Kỹ thuật đấy nhỉ. Đấy. Bật cái này đơn giản đâu. Đấy. Chơi cái này là thích rồi. Thôi đi. Mời các bác uống nước nhá. Ây à. Thời gian này thì là mùa đói trên mùa cao, bình thường thì bà con đó, một ngày được ăn 2 bữa, nhưng mà với cái thời gian mùa đói này thì một ngày người ta chỉ được 1 bữa thôi. Thường là bà con người ta sẽ ăn vào giữa trưa với chiều, tức nghĩa là nó rơi vào khoảng độ 2 giờ là người ta sẽ ăn cơm trưa đấy, gọi là ăn cơm đấy.
thì cũng chả biết là trưa hay chiều nữa, nó gọi là một bữa thôi. Bình thường nếu mà vào những ngày tháng mà nó đủ ăn ấy thì người ta sẽ ăn hai bữa, có thể là người ta ăn bữa sáng thì khoảng 9 giờ người ta ăn, sau đó là đến bữa chiều thì khoảng tầm 4-5 giờ là người ta ăn. Đấy, các bác cứ thể thử lên vùng cao xem. Trẻ con thì có thể là người lớn nấu mèn mén cho vào cái chõ ấy, để ở góc nhà nào ấy, thì sau đó là trẻ con thì đói lúc nào ăn lúc đấy. Có thể xúc mèn mén cho vào bát, sau đó là chan nước lã, để chan nước lã ăn. Còn với người lớn thì họ sẽ ăn theo cái gọi là có của gia đình. Có thì người ta sẽ ăn hai bữa, còn không có thì người ta ăn một bữa. Thỉnh thoảng bữa thịt thôi các bác ạ. Thịt thì người ta ăn là như thế này, thường là sẽ ăn thịt mỡ, là người ta đem mua ở chợ về, người ta đem về nhà, sau đó thì người ta rang lên thì cái tóp mỡ đó là người ta để sử dụng xào với thịt hoặc làm gì, xào với rau hoặc làm gì đó để cho gia đình ăn thôi. Một tuần chỉ dùng một lần như thế thôi. Cái mỡ đó thì tận dụng để làm gia vị cho cả tuần đấy. Các bác là những người vùng xuôi, khi nghe cháu Tuyên nói như vậy thì các bác tưởng tượng là vào những năm ở thành phố thì chắc có lẽ là vào những năm 90 cho đến năm 2005 thì cái vấn đề mà sử dụng tóp mỡ hay là sử dụng những cái gia vị như là ngày xưa thì các cụ thường hay làm cái món lạc rang ấy, lạc rang muối ấy, thì để được rất là lâu. Hoặc là ngày xưa là nếu như các bác ở dưới xuôi điều kiện hơn thì các bác sẽ sử dụng cơm, nấu cơm nóng sau đó là chan để trộn với ít mỡ và là mỡ lợn ấy, để ăn thì sẽ rất là ngon. Còn bây giờ thì do kinh tế hội nhập và điều kiện gia đình của các bác cũng khá giả rồi thì cái chuyện đó nó sẽ không còn là chuyện để sử dụng nữa, nó chỉ là những câu chuyện cười để kể ra cho mọi người nghe thôi. Tuy nhiên thì nếu như các bác cô chú anh chị nào đã từng trải qua cái thời ấu thơ như cháu Tuyên vừa nói thì các bác để lại comment phần bên dưới video nhé. Cháu Tuyên thì cũng được sinh ra trong cái môi trường hoặc là nghèo khó. Ngày xưa thì quê hương của cháu cũng là một trong những nơi đặc biệt khó khăn. Các gia đình thì rất là đông con, và đặc biệt là những cái gia đình mà có điều kiện thì người ta sẽ ăn cơm độn ngô. Cơm độn ngô tức nghĩa là nửa cơm, nửa gạo, nửa ngô ấy, để trộn lẫn với nhau. Đấy. Còn nếu nhà nào không có điều kiện thì chỉ có ăn mèn mén hoặc ăn khoai, ăn sắn thôi. Người ta sẽ sử dụng cái đó. Hôm nay em đến thăm anh thôi nhá. Thăm anh thôi. Sao thế ly trà, dùng nho dùng mà. Nho dùng. Hả? Nho dùng. Nho dùng là? À. Cháu hay cho tỏ tay nè. Là hay, lúc nào là cháu có ua. Thảo là uối rau là mà chủ á chín đá ấy. Lấy thịt cho các lò là. Nhìn đi là cho các uối ý lưu xia. Cho xó tàu chỉ tàu. Ua hai chỉnh tỏ là thế. Uống nằm ôn tốt nào tành cho tù khánh là. Nhìn thứ hai nhìn đi u sơ say mới chỉ u hai u sơ say u nhân đi mà lì hơn là canh là na u tàu o bê lì lỗ nọ ở xã u tua dĩ o mà tàu hơn tàu lì là ao buồn cho nhìn cho cá nhỉ, nhìn cho cá là na tu hơn lì lỗ chỉ tàu nọ chia mà họ nhỏ tàu lau chi luôn lì lỗ họ tàu nhìn đi mà lì hơn là lo tàu xe là u tàu đang hó mà chúa khó chịu lấy cho bỏ lấy cho giờ bú ở mà xả xây dầu kho ở lúc chế mà bao kho lúc chế của dung dung của nhau giờ dầu nó mà khó chịu mà bú ở cho ngân hàng đầu tư ở nhiều dùng mà ở mù vô là dùng xả ở lấy cái tầm giờ kho tao lúc chế mà dùng rồi ở một chia một cho chia vì ba bú ở mà khó chịu tôi chỉ dùng ăn chi cho ngân hàng tôi chỉ cho chỉ bao cho hơi lì. Bao cho họ mà do dùng ác chi. Sau kho lúc chế mà ba kho lúc chế của dùng yên chi. Ở nho ta bỏ mình chi. Hai ly của bao sư. Thì là khánh là hai số tàu chỉ tàu ta chỉ mà uống nùng là cho ua hòn đây. Ua là mà là hai
chạy ở nhân thì mà chạy tàu, thì mà chạy chỉ hòn tàu, tàu hòn tàu mà sáng tàu họ, xì lấy bu hòn tàu mà sáng tàu họ, bu hòn tàu mà gió hòn tàu, hai lim mà của bao, cái của chỉ sáu sáu thì chả họ, một thứ chỉ gió bao bao ở bên lì nữa là, một thứ gió chỉ gió là, thầu từ nhau dùng mà một sau ư hồ xì họ, nhau nên mù là kỳ một xây nhưng mà mù tỏ mù ta giấu u xì họ mù cờ khư mà giấu u xì họ thật thể có tất cả kia mà cũng học tay còn tao muốn chế chứ mà nói chung là về cuộc sống của anh vừa gù thì cháu Duyên cũng đang dự tính là như thế này các bác ạ. Nếu như mà trường hợp xin được trợ cấp xã hội thì số tiền của các mạnh thường quân đó các bác hỗ trợ thì cháu Duyên có thể sử dụng đem ra để mà sửa sang lại căn nhà này. Có thể là nó là khoản tiền nhỏ nhỏ thôi, mười mấy triệu thôi, nhưng mà cháu Tuyên cũng sẽ cố gắng làm sao để có thể làm cho nó ngon lành một tí. Tuy nhiên thì nói bằng mồm thôi thì cũng hơi khó. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng hơn mười mấy triệu thôi. Nếu như các bác cô chú anh chị thương hoàn cảnh của anh mà có thể giúp đỡ thêm được cho anh thì đó là những điều tuyệt vời. Cháu Tuyên hy vọng là cái thước phim này thì sẽ kết nối được những cái sự trợ duyên của các nhà hảo tâm, các bác cô chú anh chị trong và ngoài nước, các bác giúp đỡ thêm cho anh trong thời gian từ giờ cho đến lúc làm xong giấy tờ. Cháu cũng rất là mong muốn một điều kỳ tích sẽ xảy ra và hy vọng là mọi chuyện sẽ được thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn tất cả các bác anh chị và quý khán giả đã luôn luôn lắng nghe và theo dõi những hành trình của cháu Tuyên. Cũng mong là anh vừa gù sẽ mạnh khỏe nhá anh nhá, cố gắng nhá. Bây giờ thì em cũng chỉ đến thăm anh thôi và thông tin đến cho anh biết về cái hồ sơ của anh thôi, bởi vì sáng nay em đã điện cho anh Khánh rồi thì anh cũng trả lời như vậy, thì mình cũng chỉ biết chờ đợi thôi, không biết làm thế nào cả. Trong khi chờ đợi thì em cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh nhá, cố gắng nhá. Đi chăn bò rất là mệt đấy các bác ạ, đi từ sáng đến chiều tối mới về. Mù mà thầu mù xây nhiều mà sân gió là mù hơn hơn tàu tình mà mù trà tình sân gió mù trà tình tàu hay gì tình gì tình gì tình tàu thế thầu tư hello bê tình hello bê tình lo do chế mà trà tình là lo tình tàu thế á ủa đi mà tôi chọn đấy mà họ nói chung là thả bò từ lúc 7 giờ thì khoảng 8 giờ thì đến sân thả bò. Còn lúc đuổi về là khoảng 3 giờ sẽ bắt đầu đuổi về. Có một cái điện thoại iPhone 16 Pro Max ấy, để xem đồng hồ thôi. Thì đến khi mà bắt đầu đuổi bò về thì sẽ khoảng 3 giờ thì 4 rưỡi là về nhà. Bởi vì bò về thì sẽ không phải về thẳng đâu các bác ạ. Vừa về vừa ăn cỏ nữa. Cho nên là vừa chăn vừa về thôi. Đấy, hy vọng là anh cũng sẽ giữ gìn sức khỏe để chờ đợi cái thông tin vui của em. Cũng như là sau này nếu như mà có duyên lớn hơn thì em sẽ giúp đỡ cho anh nhiều hơn. Còn trước mắt thì cái duyên của anh đến đây thì em chỉ giúp đỡ anh như vậy nhá anh nhá. Cố gắng lên nhá. Cảm ơn các bác cô chú anh chị đã theo dõi thước phim của cháu Tuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.